Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 164. Kiếm trận Thương Long, cũng chỉ có như vậy. Suốt 18 năm qua, có rất nhiều người từng nói câu này, nhưng toàn bộ đều đã phải bỏ mạng ở đây. Duy chỉ có Lâm Nhất là khiến cho người ta không nói lên lời, làm cho Phong Huyền Tử tức đến hộc máu. Mà hắn, chỉ là phá trận mà thôi. Thần Long Quỷ Tam trận hiện giờ chỉ còn lại Tứ Huyền trận, đây là cửa cuối cùng. Tàng kiếm lâu ở những nơi khác cũng hiếm có ai xông vào được cửa này, còn về phần Thanh Nham tàng kiếm lâu 18 năm nay căn bản không có ai từng thấy Tứ Huyền trận trông như thế nào. Chỉ biết là trận do 4 vị cường giả cảnh giới thần đan trấn thủ Tứ Huyền trận, còn cụ thể thế nào thì không ai rõ. Về phần 4 người này, nghe nói họ đều là cao thủ do tàng kiếm Sơn Trang phái đến, không phải đến từ Thanh Nham tàng kiếm lâu nhà họ Phong. Keng! Lâm Nhất thu kiếm vào vỏ, ngồi xếp bằng, ở trước mặt mọi người trực tiếp nuốt một viên niết bàn đan xuống. Từ lúc đại hội danh kiếm đến bây giờ, hắn gần như chưa được nghỉ ngơi, trận bách quỷ dạ hành và kiếm trận thương long cần một hơi xông qua. Hiện giờ hiếm có thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên phải hồi phục lại cho tốt. Cho dù là kiếm trận bách quỷ dạ hành hay là kiếm trận thương long, Lâm Nhất cũng khó tránh khỏi bị nội thương. Còn về khí huyết hao tổn thì càng không phải nói, hắn nhiều lần sử dụng phù vân thập tam kiếm nên đã tiêu hao rất nhiều khí huyết. Vết thương không nghiêm trọng đến mức phải sử dụng đến niết bàn đan, chẳng qua vì lý do an toàn, Lâm Nhất cuối cùng vẫn dứt khoát lựa chọn niết bàn đan. Niết bàn đan không chỉ có thể cải tử hồi sinh, không để lại bất kỳ bệnh kín nào, mà còn có thể đạt được cảm ngộ võ đạo bất phàm trong quá trình khôi phục vết thương. Vết thương càng nặng thì càng có nhiều cảm ngộ, trong lúc sinh tử thường sẽ có những bước tiến không thể tin được. Lâm Nhất vẫn chưa tới mức này, nhưng cũng có nhiều cảm ngộ kiếm đạo cần phải tiêu hóa. Để đối mặt với cửa cuối cùng của Thần Long Quỷ Tam trận tất nhiên phải chuẩn bị càng nhiều càng tốt. Quảng trường tĩnh lặng như chết, thấy hành động của Lâm Nhất hiện giờ, cũng không cần hỏi nhiều xem hắn có muốn xông vào cửa thứ ba không. Trên khán đài, Bạch trưởng lão ngồi cạnh Lạc Hoa, sắc mặt ông ta nghiêm trọng, căng thẳng bồn chồn. Ông ta chưa từng nghĩ Lâm Nhất có thể đi được tới bước này, chỉ nghĩ hắn có thể có mặt tham gia đại hội danh kiếm là tốt rồi. Dù sao cạnh tranh quá khốc liệt, tham gia cho có lệ quay về cũng không phải không ăn nói lại được với trưởng môn phái Phù Vân. Nhưng hiên chờ, Lâm Nhất không chỉ lấy được quán quân, mà còn liên tiếp qua được hai cửa mà trước nay chưa từng có. Chỉ còn lại một cửa là có thể lấy được kiếm thiên lôi đi. Việc này khiến ông ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy nói cửa này khó như lên trời, còn đáng sợ hơn hai cửa trước gộp lại, nhưng dù sao cũng cho người ta thấy được hy vọng lấy được kiếm thiên lôi. Lạc công tử, Thanh Nham tàng kiếm lâu thực sự sẽ để chúng ta lấy kiếm thiên lôi đi sao? Bạch trưởng lão không khỏi lo lắng nói, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ lô thực ra trước đó ông ta cảm thấy Lâm Nhất đồng ý với yêu cầu của Phong Huyền Tử, dừng lại ở cửa thứ hai cũng là một kết quả không tồi rồi. Nếu thực sự lấy kiếm thiên lôi đi, thì với địa vị của Phong Huyền Tử cũng chưa chắc ông ta không âm thầm trở mặt. Một khi ra khỏi quận thành Thanh Dương, đối phương âm thầm làm chút gì đó, người khác cũng không nói gì được. Lạc Hoa không trả lời, nàng chợt ngẩng đầu lên nhìn, Phong Huyền Tử và đại trưởng lão nhà họ Phong trên bục khách quý đang châu đầu ghé tai nhỏ giọng thì thầm. Đại trưởng lão nhà họ Phong liên tục gật đầu, sắc mặt lộ ra vẻ lạnh lo, cuối cùng ông ta sầm mặt lặng lẽ rời khỏi bục khách quý. Cùng lúc đó, các trưởng lão thế gia khác của hoang cổ vực trên bục khách quý, ai nấy cũng đang nhanh chóng trao đổi. Bọn họ có người thì âm thầm nghe ngóng lai lịch thực sự của Lâm Nhất, có người thì suy đoán bối cảnh gia thế của Lạc Hoa. Kiếm thiên lôi chính là thánh binh thiên văn mà gia tộc Mạch Thị tạo ra, bàn về giá trị thì nó gấp trăm lần, thậm chí gấp nghìn lần kiếm phần viêm. Có thể nói là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Bảng hiệu chữ vàng của gia tộc Mạch Thị so với tàng kiếm Sơn Trang thì vẫn huyền diệu hơn chút. Tất nhiên tàng kiếm Sơn Trang cũng không phải chỉ được cái danh hão, nếu chỉ bàn về rèn kiếm thì tàng kiếm Sơn Trang không kém hơn gia tộc Mạch Thị là bao. Chỉ là gia tộc Mạch Thị có quá nhiều sắc thái thần bí, ở giới Côn Luân tạo ra rất nhiều bầu không khí bí ẩn, cho đến bây giờ rốt cuộc gia tộc Mạch Thị ở nơi nào cũng không có ai hay biết. Từ thời thượng cổ thậm chí sớm hơn nữa là thời đại viễn cổ, gia tộc Mạch Thị đã luôn đứng vững không đổ. Xét về lai lịch, tàng kiếm Sơn Trang cũng kém hơn một chút. Nếu Lâm Nhất thực sự lấy kiếm thiên lôi đi, không chỉ có Thanh Nham tàng kiếm lâu mà những thế gia ở hoang cổ vực này cũng khó mà không có suy nghĩ khác. Gia chủ nhà họ Hoàng có giao tình với trưởng môn phái Phù Vân, nhưng sự việc này liên quan tới kiếm thiên lôi, ông ta chưa chắc đã có thể che chở được, hay là nói chắc chắn là không thể. Vào lúc Lâm Nhất đang nhắm mắt điều tức, toàn bộ quảng trường Thanh Nham đều âm thầm cuộn trào, thậm chí những anh tài từ xa đến cũng âm thầm truyền tin về cho gia tộc của mình.
Diệp Phi Phàm cầm lấy một miếng ngọc bội, nhìn Lâm Nhất, cuối cùng vẫn đặt miếng ngọc bội xuống. Gã quét mắt một vòng, phát hiện rất nhiều người đều lấy thẻ truyền tin tức về gia tộc và tông phái của mình. Mấy thị vệ nhà họ Phong dường như đều nhận được tin tức nào đó, rất nhiều người đã lặng lẽ rời đi. Cho dù là nhà họ Phong, họ cũng đang chuẩn bị cẩn thận. Thánh kiếm thiên lôi có thể sẽ bị lấy đi, tin kinh hãi thế tục nhường này. Có thể gây ra biến động rất lớn ở hoang cổ vực, cho dù cơ hội Lâm Nhất vượt qua được cửa thứ ba không lớn, nhưng ai có thể đảm bảo hắn nhất định không vượt qua được cơ chứ? Gió thổi báo giông tố sắp đến rồi. Diệp Phi Phàm chậm rãi thở dài, trên khuôn mặt tuấn tú hay cợt nhảm cũng có vẻ nghiêm túc hiếm thấy. Trên phi thiên đài, hai người Phong Tinh Dương và Phong Tiểu Ngư nhỏ giọng thì thầm, sắc mặt đều rất khó coi. Sự việc đã đến bước này thì đã không còn là ân oán cá nhân giữa bọn họ và Lâm Nhất nữa rồi, việc này liên quan đến việc liệu nhà họ Phong có thể tồn tại được nữa hay không. Nếu kiếm thiên lôi bị lấy đi, không biết chừng chủ nhân của thanh nham tàng kiếm lâu, có khả năng sẽ không còn là nhà họ Phong nữa. Không phải bọn họ không thể chấp nhận được việc mất đi một thanh kiếm thiên lôi, mà là danh tiếng bị đả kích quá lớn, tàng kiếm sơn trang nhất định sẽ chất vấn bọn họ. Kiếm sĩ Triệu Nham quét mắt nhìn qua, phát hiện hai người Cung Hạo Nhiên và Công Tôn Viêm đang cầm thẻ truyền tin truyền đi tin tức nào đó. Ngọc bội trong tay lấp lánh rực rỡ, tin tức mà mắt thường không thể nhìn thấy hóa thành tia sáng, truyền đi với tốc độ không thể nào bắt kịp. Hết thảy những điều này đều cho thấy đại hội danh kiếm lần này đang trải qua một số thay đổi cơ bản. Phù, kiếm ý trong cơ thể Triệu Nham đột nhiên rung lên, y ngẩng đầu lên nhìn, nhạy bén nhận ra được có một vài người xa lạ đã đến bên ngoài trang viên nhà họ Phong. Những người đó che giấu khí tức, hoặc là ẩn núp bên ngoài hư không, hoặc là ẩn núp trong tầng trời thứ nhất. Kiếm thiên lôi có khả năng xuất thế, yêu ma quỷ quái cũng đã tới đây rồi, tin tức được truyền đi nhanh thật. Trong con người Công Tôn Viêm mắt kiếm lóe sáng, nhìn được rất nhiều và cảm nhận được rất nhiều thứ mà đến ngay cả Triệu Nham cũng không phát hiện ra. Triệu Nham liếc gã một cái, lạnh nhạt nói, không phải ngươi cũng động lòng sao? Vừa nãy không phải đang truyền tin cho người của kiếm đế nhất mạch đấy chứ? Ta sao? Công Tôn Viêm cười tươi nói, thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Ta không có cái gan chiếm kiếm thiên lôi thành của riêng. Nhưng ta có quen với một vị tiền bối rất có hứng thú với bảo vật của gia tộc Mạch Thị, ta truyền tin tức cho ông ta, ít nhiều gì cũng xem như là một nhân tình, người cũng biết là hoàn cảnh của ta rất lúng túng mà. Gã thở dài, nhẹ giọng nói, rốt cuộc cũng không phải là đệ tử chân chính của kiếm đế nhất mạch, nếu việc này thành, có thể còn có chút cơ hội. Triệu Nham hừ lạnh một tiếng, không nhìn gã nữa. Công Tôn Viêm cười nói, người yên tâm. Nếu tiền bối của kiếm đế nhất mạch nổi tâm tư, đối với Lâm Nhất mà nói ngược lại là một chuyện tốt. Với thân phận của kiếm đế nhất mạch, nhất định sẽ không làm hại đến tính mạng Lâm Nhất, hơn nữa còn báo đáp hắn ngang hoặc hơn cả kiếm thiên lôi. Chí ít người nhà họ cùng ở hoang cổ vực đã tới rồi, sợ là Lâm Nhất ngay cả xương cũng không còn, chậc chậc. Ngươi có ý gì? Cung Hạo Nhiên khẽ biến sắc, lập tức trừng mắt nhìn đối phương một cái, chỉ là ít nhiều cũng có phần chột dạ. Nhà họ Cung cũng là thế gia thánh giả. Nếu Lâm Nhất chỉ là đệ tử của Phù Vân Kiếm Tông, có lẽ họ sẽ thực sự không để ý nhiều mà tiện tay diệt trừ. Một khi kiếm thiên lôi thực sự xuất thế, đối với những thế gia này mà nói, chướng ngại không phải là bản thân Lâm Nhất mà là những thế lực khác cũng nổi tâm tư. Bản thân ngươi tự biết là được, Công Tôn Viêm mỉm cười, không tiếp tục tranh luận với gã. Triệu Nham nhìn hai họ, trong lời nói hoàn toàn không coi Lâm Nhất ra gì, nên y cực kỳ bất mãn, tựa như đối phương cho dù may mắn lấy được kiếm thiên lôi. Cũng đã định sẵn làm giá y cho những thế lực khác. Phong Tiểu Ngư càng không vui, tức giận nói, các người bớt nói vài câu cho ta, kiếm thiên lôi vẫn còn ở nhà họ Phong, hẳn tuyệt đối không thể lấy được kiếm thiên lôi. Những người nhà họ Phong khác cũng nhìn bọn họ với ánh mắt không hề thân thiện, một hàng người ho khan vài tiếng rồi kiềm chế lại. Sau nửa giờ, Bạch trưởng lão lo lắng quay trở lại, Lạc Hoa tùy ý hỏi, việc không thuận lợi sao? Bạch trưởng lão gật đầu, bất đắc dĩ nói. Gia chủ nhà họ Hoàng chỉ đồng ý bảo vệ chúng ta một ngày, hơn nữa chỉ ở trong quận thành Thanh Dương, ra khỏi quận thành Thanh Dương rồi cũng đành bó tay. Trưởng môn phái Phù Vân có dặn dò gì ông không? Lạc Hoa không hề bất ngờ với việc này, nhẹ giọng nói. Trưởng môn nói ông ấy biết rồi. Bạch trưởng lão thở dài, sau đó liếc nhìn Lạc Hoa mấy cái, hơi lúng túng nói, ông ấy nói Lâm Nhất còn chưa lấy được kiếm thiên lôi, bảo ta đừng có chuyện bé xé ra to như vậy. Nói không chừng Lâm Nhất sẽ chết ở chân thứ ba không chừng, đừng có nghĩ nhiều. Nói cũng không sai. Lạc Hoa không tỏ ý kiến gì, dưới sự che phủ của mũ trùm lụa trắng, khiến cho người ta không thể nhìn rõ cũng không thể đoán được biểu cảm của nàng. Quảng trường Thanh Nham đang yên tĩnh chớp mắt sôi sục,
Tứ huyền trận 18 năm nay chưa từng hiện thân, cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt người đời rồi. Tất cả mọi người đều vô cùng tò mò, muốn chứng kiến lịch sử. Sắc mặt Phong huyền tử lạnh tanh, vung tay, lập tức có ba lão giả bạc trắng, tay cầm vỏ kiếm từ trên trời rơi xuống. Khuôn mặt bọn họ đầy nếp nhăn, mi tóc trắng xóa, ít nhất cũng đã sống được mấy trăm năm rồi, tu vi đều ở cảnh giới thiên thần đan. Thần đan tam đại cảnh giới, tiểu thần đan, đại thần đan, thiên thần đan. Yêu nghiệt nghịch thiên xếp hạng 1000 trên tinh quân bảng có thể đấu với tôn giả tiểu thần đan, nhưng đối mặt với tôn giả đại thần đan lại không có bất kỳ phần thắng nào. Còn về thiên thần đan, đây đã là cường giả đứng đầu dưới long mạch ba lão giả lặng lẽ đáp xuống, khiến cho tất cả mọi người đều cảm nhận được áp lực cực kỳ khó chịu. Còn thiếu một người nữa, là ai? Lâm Nhất liếc nhìn, nhẹ giọng hỏi. Là ta, hôm nay ta sẽ tự tay bóp chết ngươi, tên súc sinh. Một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên, giọng nói của đại trưởng lão nhà họ Phong đột nhiên xuất hiện giữa vòng trời, khiến cho ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Đại trưởng lão nhà họ Phong với tu vi ở cảnh giới bán bộ long mạch tựa như núi cao bay ngang trời, cuốn theo kiếm thế khoáng đạt ầm ầm rơi xuống. Ầm. Đợi đến khi ông ta đáp xuống đất, toàn bộ quảng trường Thanh Nham đều run rẩy. Phong Thiên Nguyên. Lâm Nhất biết lão già này, ông ta là đại trưởng lão nhà họ Phong, nhị đệ của Phong Huyền Tử, lúc nào cũng đứng bên cạnh đối phương, ba lần bảy lượt ầm, đe dọa, tính cách cư xê kỳ nóng nảy. Đại trưởng lão nhà họ Phong là tu vi cảnh giới bán bộ long mạch sao? Lâm Nhất nhìn Phong Huyền Tử trên bục khách quý, chậm rãi lên tiếng. Có gì không ổn sao? Phong Huyền Tử lạnh mặt, thản nhiên nói, đệ ấy cũng chưa vượt qua cảnh giới long mạch, khi giao đấu với ngươi tu vi cũng sẽ bị phong cấm ở thiên phách. Ta không hề vi phạm quy tắc của Tàng Kiếm Sơn Trang, nếu như ngươi tham sống sợ chết, ngươi có thể chọn quyền bỏ cuộc. Lâm Nhất trong lòng thầm mắng một câu, lão già này thật đúng là vô. Liêm sỉ. Phong cấm tu vi của thần đan và tinh quân ở thiên phách. Sợ là tỉnh quân ngay cả một chiêu của thần đan cũng không đỡ được, hơn nữa cách biệt giữa tôn giả bán bộ long mạch và thần đan còn tương đối lớn. Đâu chỉ không ổn, rõ là cực kỳ bất ổn. Tiểu súc sinh, nhà họ Phong ta bằng lòng dùng quy tắc với ngươi đã là rất nể mặt ngươi rồi. Nếu ngươi còn tiếp tục lải nhải, có tin ta dạy cho ngươi cách làm người trước hay không? Phong Thiên Nguyên bước lên trước một bước, lạnh lùng nhìn Lâm Nhất, trầm giọng quát lên. Trong lúc nói chuyện, khí thế hào hùng tựa như rời non lấp biển đè ép tới, ông ta muốn trước khi tu vi bị phong cấm, dùng uy áp võ đạo trên người mình làm cho Lâm Nhất bẽ mặt trước bao người, bào mòn nhuệ khí của hắn. Ta khuyên ông tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Nhất liếc nhìn ông ta một cái, âm thầm khởi động thánh ấn thương khung, chỉ cần đối phương có bất kỳ hành động ngu xuẩn nào, cho dù hắn có phải trả một cái giá nhất định, hắn cũng sẽ lấy thương khung thánh y ra, đập chết lão già này. Dù sao nhiệm vụ mà lão đầu kia giao cho chỉ là lấy kiếm thiên lôi về, không nói là nhất định phải tuân theo quy tắc của bọn họ. Cùng lắm thì dùng thương khung thánh y quét sạch nhà họ Phong rồi cướp kiếm thiên lôi về tay là được. Đám người nhà họ Phong này cứ không ngừng khiêu khích hắn, trong lòng Lâm Nhất đã thầm ghét bỏ từ lâu, hắn một khắc cũng không muốn ở lại chỗ này. Ngay khi ánh mắt Lâm Nhất rơi trên người Phong Thiên Nguyên, ông ta lập tức cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm, tựa như đã bước nửa chân vào quỷ môn quan. Lông tơ trên người đều dựng hết lên, như gai đâm vào lưng, khó chịu vô cùng. Ông ta tức khắc bừng tỉnh, rút hết uy áp võ đạo trên người về, trong lòng thầm nghĩ, xem ra trên người tên này có sát chiêu rất khủng khiếp. Lai lịch của hắn e là không đơn giản. Phong Thiên Nguyên thu lại nhiều khí thế, sau đó cười nói, ta chỉ nói đùa thôi, cửa thứ ba này ngươi có muốn phá hay không? Ông ta âm thầm ra quyết định, vẫn nên lừa đối phương xông vào trận vẫn hơn. Trong lúc phá trận giết đối phương càng hợp tình hợp lý, cho dù hắn có sát chiêu cũng không có tác dụng gì. Lâm Nhất không để ý đến ông ta, hắn ngẩng đầu lên nhìn Phong Huyền Tử trong lòng tức giận không thôi, cưỡng ép nhịn xuống. Có Phong Thiên Nguyên ở đó, cửa thứ ba Lâm Nhất nhất định sẽ chết, ông ta không cần nổi giận với một người chết. Phong Huyền Tử vuốt râu, trong mắt tuôn ra hàn mang, lạnh giọng nói, quy tắc mà Tàng Kiếm Sơn Trang lập lên, không ai dám làm trái, ta cũng không dám. Ngươi cứ việc phá trận là được, nếu ngươi có thể qua được cửa cuối cùng này, ta nhất định sẽ để ngươi mang kiếm thiên lôi đi. Chỉ là nếu như giữa chừng ngươi chết, thì đừng oán trách ai là được. Hai người dương cung bạt kiếm, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Chắc chắn ta không phá được cửa này như vậy sao? Lâm Nhất nghe ra ý khác trong lời nói của đối phương, khóe miệng không khỏi cong lên. Không phục thì ngươi cứ thử đi. Phong Huyền Tử cười khẩy, liên tục châm chọc. Bắt đầu đi. Lâm Nhất không tiếp tục nói nhảm với ông ta, ánh mắt nhìn về phía Phong Thiên Nguyên, lạnh nhạt nói.
Soạt. Trong chớp mắt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người Lâm Nhất, ai nấy đều trở lên vô cùng căng thẳng. Kiếm khách ở hai cửa trước đều là tinh quân, cửa thứ ba lại do tôn giả thần đan chấn thủ, còn là tôn giả thiên thần đan, thực lực của hai bên quả thực là nghiêng trời lệch đất. Tu vi cùng phong cấm ở thiên phách, nhưng tu vi của người sau còn gấp hơn 10 lần người trước, có sự cách biệt không thể vượt qua được. Ra tay đi. Phong Thiên Nguyên nghiêm mặt, đồng thời kết ấn với ba lão giả bên cạnh ông ta, phong cấm tu vi của bọn họ ở đỉnh phong thiên phách. Vào khoảnh khắc thủ ấn được kết xong, từ trong tay áo của bọn họ phóng ra một lưỡi đao, sau đó họ đưa tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Bù! Lâm Nhất không hề báo trước đột nhiên nghiêng người lùi về sau hai bước, một thanh kiếm quang gần như là quét qua ngay sát mặt hắn mà bay đi. Nhanh quá! Không kịp nghĩ nhiều, táng hoa của Lâm Nhất xuất vỏ, hắn đưa tay vung lên trên, chặn được kiếm quang đến từ một hướng khác. Ầm! Lưỡi kiếm va chạm vào nhau, Lâm Nhất khẽ biến sắc, bước chân lui về sau ba bước, ánh mắt thoáng hiên vẻ kinh ngắc. Chỉ với một người mà sức mạnh đã có thể so được với kiếm trận Thương Long, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. Nói cách khác, cửa cuối cùng này, tương đương với việc Lâm Nhất phải đối mặt với bốn kiếm trận Thương Long phiên bản nâng cấp. Hơn nữa trong bốn người còn có một người là phiên bản siêu nâng cấp. Chẳng trách Phong Huyền Tử lại chắc chắn hắn nhất định không vượt qua được cửa này như vậy. Gào! Tiếng long ngâm vang lên, Lâm Nhất sử dụng kiếm uy Thương Long, giơ tay chắn táng hoa ở trước mặt, như núi cao đứng bất động, chặn đứng kiếm quang của lão giả thứ ba. Ong ong! Lưỡi kiếm va chạm tóe ra tia lửa chói mắt, phát ra tiếng vang lớn nặng nề, tựa như hai đỉnh vạc khổng lồ đâm vào nhau. Lâm Nhất hơi khuỵu chân xuống, dùng kiếm uy Thương Long chặn kiếm, sau đó tay cầm táng hoa đẩy mạnh về phía trước, tựa như cự long bay lượn, ầm một tiếng đẩy đối phương ra ngoài, người sau nhẹ nhàng chạm đất, hiển nhiên không tốn bao nhiêu sức lực. Ầm! Một ngọn lửa đỏ rực quét tới, Phong Thiên Nguyên cười gần một tiếng, chém tới trước mặt Lâm Nhất. Kiếm thế của ông ta hóa thành một viên thiên thạch tỉnh thần bốc cháy, kéo theo đuôi lửa dài đằng đăng mà quét tới. Rắc! Kiếm uy Thương Long quấn quanh người Lâm Nhất xuất hiện từng vết nứt, bị đánh bay thẳng đi. Bước chân Lâm Nhất lảo đảo, lùi hết mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững lại được, mỗi một bước lùi đều khiến cho mặt đất không ngừng rung lên. Trong chớp mắt, giữa không trung khắp nơi đều là tàn ảnh, mà chủ nhân ba luồng kiếm quang đó qua lại như thoi đưa. Vụt, vụt, vụt. Chỉ chốc lát, trong hư không đã có hơn trăm luồng kiếm quang sáng chói đan xen nhau, tầng tầng phong kín tàn ảnh của Lâm Nhất. Đến khi bản thể của Lâm Nhất đáp đất để thoát hiểm, quần áo trên người đã hoàn toàn rách nát, máu chảy đầm đìa, đếm trên người có tổng cộng hơn 10 vết kiếm. Những chỗ yếu hại đều bảo vệ được, nhưng những chỗ khác thì không được may mắn như thế, mỗi vết thương đều sâu đến mức có thể nhìn rõ cả xương. Người người nhìn vào đều cảm thấy ớn lạnh, từ khi giao đấu đến nay mới chỉ qua được vài giây. Nguy hiểm trong đó hoàn toàn vượt xa hai cửa trước, thực lực của tôn giả thiên thần đan thực sự quá đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ nhất là, những lão giả này đều đã sống mấy trăm tuổi, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cho dù trình độ kiếm đạo có hơi thiếu sót nhưng cũng có thể dễ dàng loại bỏ được bất lợi. Nhưng vẫn chưa xong. Hai chân Lâm Nhất vừa chạm đất, đợt khí khoáng đạt mãnh liệt cuộn trào tới, một viên tỉnh thần bùng cháy từ trên trời giáng xuống. Ầm! Tay phải Lâm Nhất cầm chuôi kiếm, tay trái đỡ lấy thân kiếm, chặn một đòn này. Nhưng hắn vẫn bị đánh bay lên trời, khóe miệng tràn ra tia máu, sắc mặt hơi tái nhợt. Trong ngọn lửa, Phong Thiên Nguyên một tay cầm kiếm, liên tục cười khẩy. Keng, keng, keng. Ba lão giả tóc trắng xách kiếm bước nhanh trên mặt đất. Theo mỗi bước đi kiếm thế trên người sẽ lại gia tăng lên rất nhiều. Trong lúc bước đi còn không ngừng biến ảo đan xen, khiến cho kiếm thế cuồn cuộn khoáng đạt vốn dĩ vô cùng nặng nề này trở lên mông lung mờ ảo, có phần khó phân được thật giả. Suy nghĩ trong lòng Lâm Nhất lướt qua như điện xẹt, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, nếu cứ tiếp tục kéo dài ta chắc chắn sẽ chết. Cửa ải này khác hoàn toàn với hai cửa trước, đối mặt với tôn giả thiên thần đan, nếu chỉ đấu tay đôi, ta ở cảnh giới thiên phách còn có chút ưu thế, nhưng một khi vượt quá hai người thì hoàn toàn không còn bất kỳ ưu thế nào nữa rồi. Tiểu súc sinh, giờ đã biết lợi hại rồi chứ? Vẻ mặt Phong Thiên Nguyên dữ tợn, nhìn Lâm Nhất lộ ra vẻ đùa cợt. Cái tên này hoàn toàn không biết trời cao đất dày là gì. Trong lúc nói, ba lão giả trắng xóa đã cuốn theo kiếm thế ngút trời mà lao đến. Phù vân tế nhật. Kén kiếm ở mi tâm Lâm Nhất nở rộ, kiếm uy Thương Long có xu thế suy yếu trở lên cô đọng lại, phù vân thập tam kiếm lại lần nữa được thi triển ra. Âm ầm. Chớp mắt, Lâm Nhất lao vào đấu với ba lão giả. Ba lão giả cũng không hề lưu tình, mỗi người đều sử dụng thánh linh. Cuộc thăm dò lẫn nhau xem như đã hoàn toàn kết thúc, bước vào cuộc ác chiến chân chính.
So đấu đơn thuần về kiếm chiêu và thân pháp nên Lâm Nhất rơi vào tình thế cực kỳ bất lợi, chỉ có thể dựa vào trình độ kiếm đạo cao siêu để vật lộn với ba người này. Ít nhất ba tên lão giả đều không thể tu luyện võ học thánh linh của mình đến hóa cảnh đỉnh cao. Khi mỗi người bọn họ dùng võ học thánh linh giao đấu, Lâm Nhất lấy một địch ba, miễn cưỡng không rơi vào thế hạ phong, không còn chật vật như lúc ban đầu nữa. Nhưng người ngoài có thể nhìn ra, trạng thái như vậy sẽ không kéo dài được bao lâu, khí huyết bị hao tổn quá lớn, cuối cùng người kiệt sức nhất sẽ là Lâm Nhất. Ba vị lão giả đều vô cùng dày dạn kinh nghiệm, ai cũng đều để lại đường lui cho mình, còn lấy ba địch một nên bọn họ cực kỳ ung dung. Nhất thời, trên trời dưới đất đều là kiếm quang đan xen, thánh linh không ngừng va đập vào nhau. Dị tượng đáng sợ không ngừng mở rộng, khung cảnh giao đấu trước nay chưa từng có khiến cho người xem kinh hồn bạt vía, hoàn toàn không có sức nói chuyện. Trong cực hạn, trình độ kiếm đạo mà Lâm Nhất thể hiện ra khiến cho đám thanh niên xuất chúng xem mà không ngừng cảm thán, không dám tin nổi. Sắc mặt Công Tôn Viêm ảm đạm, đến đây gã coi như cũng biết sự chênh lệch kiếm đạo giữa gã và Lâm Nhất rồi, gã thua tâm phục khẩu phục. Ha ha ha, tiểu tử, dừng đến đây thôi. Ngay vào lúc Lâm Nhất bị ba lão giả cuốn lấy, Phong Thiên Nguyên giống như chớp giật mà lao tới, mũi kiếm hàn mang đâm vỡ tinh thần. Đợi ông lâu lắm rồi đấy. Ánh mắt Lâm Nhất lóe lên hàn ý, chớp mắt 49 đóa hoa tinh ma màu vàng lần lượt bay vọt ra từ trong cơ thể hắn. Trong phút chốc, hoa tinh ma của Lâm Nhất nở rộ, ma quang ngút trời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 164.